Hi, Chí Trung Mobile, xin kính chào cô bác chị em trên YouTube thân mến. Lúc trước có ra một video mà bận quá không có ra tiếp video thứ hai được. Hôm nay vừa nhận được một số điện thoại mới về, đầy đủ luôn. Có LG Win siêu phẩm này nè, siêu phẩm của một thời. Đây là siêu phẩm công nghệ nè, hiếm có trên thế giới nha. Đó, vậy mà khoảng không? Bây giờ bữa nay về rất là đông, rất là nhiều. Bây giờ sẽ phục vụ cho các bác anh chị em. Cái mới bên đây thì chưa có kiểm tra xong, mới này đã kiểm tra xong rồi. Đây, toàn bộ đồ người đã gắn vào test thử hết. Còn đây là sim này. Đây là sim. Đó, trực tiếp gắn vào test thử luôn nha. Rồi bây giờ bắt đầu review cho các bác anh chị em xem này. Rồi, trước tiên nói về thằng siêu phẩm rồi ha. Và trước tiên về vấn đề thì nói sơ qua về vấn đề mua báo bên cửa hàng nha. Đây là báo online, cô bác chị em nào nếu kết con nào thì nhắn tin Zalo số điện thoại trong trong phần mô tả đó, rồi ship cọc theo từng loại từng giá trị của máy nha. Đây có nghĩa là ship cọc, có nghĩa là ví dụ như cái chi phí mà chuyển đường bưu điện chuyển tiết kiệm á, 50.000 thì anh em chỉ cần cọc 50.000 thôi. Rồi sau đó cửa hàng sẽ ship cho anh em xem toàn quốc và nhận hàng được kiểm tra hàng ha. Mà anh em yên tâm đi, bên cửa hàng mình đã gắn trực tiếp rồi nè, gắn sim trực tiếp luôn. Đây, sim vào bản vô tư luôn, kiểm tra xong đầy đủ rồi mới gỡ đi đó, chứ không phải là điện thoại chưa kiểm tra gì hết mà gửi đi đâu, tại cái giá trị nó quá rẻ đi, đâu có ai lừa gạt làm gì, đúng không? Đã test sẵn rồi, cái nào không được thì nó không được, còn cái nào được thì nó được, sẽ gửi liền. Rồi bây giờ giới thiệu một siêu phẩm một chỗ này, LG Win này, đó, LG Win phiên bản Mỹ, đó, điện thoại hai màn hình xoay, cực kỳ siêu phẩm, siêu chất nét, cái máy là full bóc mới nha, không phải là cũ đâu nha, có thể nói là full bóc mới 100% luôn, nhưng mà bán cũ thì nói 100%, anh em không tin, thì nói chính chắn 100% đây, không, hai màn hình là đó không, giới thiệu sâu nè. YouTube này đó. Tắt xong. Hai màn hình đó. Đó. Đây là hai màn hình đó. Đây, sẵn đây review cho anh em xem sơ qua những cái này nha. Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh về vườn mãng cầu nằm ở khu vực gần núi Bà Đen đang mùa rộ trái cho mọi người xem. Cho anh em xem là giới thiệu sơ qua về điện thoại cho anh em xem cái sự độc độc vô đó nha nè. Hai màn hình, tầm khoảng. Xây dựng theo ba dạng còn kiến dưới này trúc chúng khác ta có thể nhau, vào khác nào vào cột chôm có vừa nghĩa meo bản gọi đồ là cột quốc, cánh nhưng vô, không vào YouTube được nghe, tới này có 11 rồi. cộng khác nhỏ trừ tên Còn số dưới này từ chúng ta số có thể 1 vào tất cho đến cả số điện 12. thoại, tên mình Thực tế vừa nhập sạch xem sẽ cộng YouTube thấy dưới này cộng vừa số điện 1 thoại. và Ok, cộng số 5. Bởi dưới vì này chúng cộng ta có số thể 1 vào chính vô là tư cổng luôn. hòa diện, theo cách gọi đã thành quen thuộc của người dân địa phương. Vì ngoài cột Tất này cả là vẫn có giao cài một cơ đặt quan trong rồi cùng quản lý trục đồ này chơi có rồi tên máy gọi ảnh là Hòa rồi này Viện, kia tùm lum lắm cho ha. nên cổng Hòa Viện vốn được gọi là cổng đầu tiên, Đây là một siêu mặc phẩm dù nha. nó được xây sau, tức là Đó, cái này khoái không? Không không không. Hai màn hình. Siêu phẩm một thời ha. Rồi bây giờ tóc lại. Nhấn hai cái tắt. Rồi mở là cái máy này là mở khóa bằng vân tay đây. Đó. Hai cái tắt. Khóa vân tay.
điện thoại thì có ghi âm cuộc gọi vô tư, ghi âm cuộc gọi luôn nè, bắt đầu gọi nè, ví dụ nè, mà cái máy này chưa có gắn chi máy mà RAM 6, cái máy này RAM 8, còn nhớ 128, để xem cái khả năng. Giới thiệu gì điện thoại. Trạng thái phần cứng phần mềm. Độ nhớ. Đây. Lượng bộ dung lượng bộ nhớ là 7.8 như 8 này, RAM 8 nha. Và tổng dung lượng của bộ lưu trữ nữa nè. Bộ nhớ trong là 256 GB ha. RAM 8, bộ nhớ 256. Pin. Pin thì vô tư đi, cái này máy mới mà full box mà. Này RAM 8, bộ nhớ 256. Vô tư nha ha. Trên dưới vào YouTube sẽ lấy vô tư. Máy này full box. RAM 8, bộ nhớ 256. LG siêu phẩm một thời. À, máy này thì nó quá mới đi, có thể nói là full full box siêu mới luôn. Bây giờ để cho anh em với giá là 5 triệu rưỡi đây nha, 5 triệu rưỡi đây cho em này. Cái máy này cái hầu nó mất ra cái giá trị của nó là 23 triệu, 23 triệu phiên bản Mỹ này. Còn bây giờ cái máy này full box siêu mới luôn, full box siêu mới luôn. Đây có tặng ốp lưng luôn, đây là ốp lưng giá màn hình đều đầy đủ luôn, rất là đẹp, siêu mới. Tao thì khỏi ra siêu mới. Cái mặt lưng này là cũng có dán cường lực luôn nha, cho nên là không không sợ chạy, bảo đảm không chạy của bóng tươi mới luôn ha. Rồi cái giá là trước đây thì 23 triệu nhưng mà bây giờ cũ 90% full box siêu mới luôn, full mới. Bây giờ cái giá thị trường cái máy này nếu mà mới hoàn toàn á mua giá 7 triệu, còn đây thì cũng đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn siêu 99% đến 100% thì để cái giá 5 triệu rưỡi. Rồi còn đầu tiên bạn thứ hai này Samsung, Samsung J2 của Jim này. Đây là điện thoại cũ giá rẻ cho các bác chị em nào, cho người già người lớn tuổi mua về lướt web xem YouTube YouTube được vô tư thoải mái rồi không, lỡ có tức cái đứa con cháu nó cầm mà đập nó mà chọi nó cũng không sao luôn, chọi vô tư quá rẻ, đứa cháu nào đứa con nó ngỗ nghịch nó nghe cầm chọi nó luôn, chọi cái bập luôn hư bỏ 200.000 gì đâu đúng không. Còn những em bé học sinh này kia mua những cái máy này về cho nó hỗ trợ nó cho nó tiếp thu với cái kiến thức về internet mạng này kia công nghệ đời mới thì rất là hay nha, vô tư không sao hết. Nói chung là những cái máy này đã cài sẵn rồi, cài sẵn tất cả chương trình rồi, đã gắn vào kiểm tra test thẳng, test test thử luôn rồi, không có bị lỗi lầm nha, từng con máy đều gắn sim hết rồi. Mà lo là thôi rồi, có hay này, nghe ca chút nè, đã gắn sim trực tiếp, test trực tiếp, kiểm tra toàn bộ rồi. Quả đạp thì bác mua chi cái máy 5 triệu cho em bé làm gì, học sinh làm gì, mua cái này cho học sinh nhỏ nhỏ để học ấy hay hơn đó. Hèn à, giờ con bác cầm 60 triệu mua cái máy làm gì à, trong khi những em học sinh này kia ông bà già có mấy lớn tuổi mua nó hay hay hơn đúng không. À, quá rồi. Rồi, không có này. Rồi, con máy này Samsung. Con này ghi số 6 thôi nha. 6 3
50k ha. Rồi một em này nó V max bi, con này đang hết pin. Để tôi đi, đang còn mà để sắp chung luôn ha. Tất cả đều đã có gắn sim vào test thử luôn, kiểm tra trực tiếp. Còn này thì cái sim nó dường như là nó đã hết hạn sử dụng rồi, cái sim nó hiện tại mobile này gắn vào xài được 1 tháng, mà này 3 tháng rồi, tất cả được vô ok vô từ hết ha. Xài sim Việt Nam Mobile khuyến mãi được 1 tháng đầu tiên, với cái sim này là hết hết hạn sử dụng rồi, 3 tháng này tất cả đều ok hết. Còn này số mấy, số 3 đi, 3 50 ca luôn ha. Rồi tôi về mắt bi, về mắt này hàng của Việt Nam nha. Đây tất cả đều có gắn sim trực tiếp vào luôn, ở đây không có xài wifi mà gắn sim Việt Nam Mobile vào xài test kiểm tra trực tiếp luôn. Những cái máy này đã đều kiểm tra hết rồi ha, không còn không có lỗi hết. Con này số 6 đi, 350k luôn ha. Rồi này cái chú ý xong không, đây con nữa, con phim mắt nữa, hết pin. Anh em xem vô tư luôn ha, nói chung là YouTube lúc web là cái vô tư luôn để kiểm tra thôi, đang tắt lo thật vô tư. Con này con số 1 300k thôi, giá khuyến mãi của nghỉ đó 300k. Đây thằng Samsung này cũng duy hai một điểm luôn. Con này thì số 9 đi ha, 350k đó. Rồi anh em tâm tất cả những con máy ở đây đều có gắn sim đó, test trực tiếp luôn nè. Samsung số 1 hôm nay 48k đây nè, khui nắp lưng cho anh em xem nè ha. Đó máy đã làm hoàn toàn á, mở toàn bộ như nè, đã đó, đó, đó. Không nhìn tất cả những con ốc không bị tè, không bị chiếu, không bị trầy nha, nó không phải là đồ nát đồ bỏ đâu nha. Nó ra rồi, đây là Oppo A33. Anh em cũng biết là cái con này ở Oppo A33 này là siêu phẩm một thời, là cái hậu nó mới ra trong mắt chỉ dành 4 triệu là bây giờ cũ rồi, cũng full bốc luôn, nghe nhạc của web YouTube vô tư luôn. Con này số 8 đi, 300k đó. Rồi tất cả những con máy đều ok hết,
anh em nào kết thì cứ nhắn tin hoặc Zalo trực tiếp nha. Riêng thằng này là 5,5 triệu nè, phù bốc siêu mới luôn nè, 180 nhớ 256, nhìn cái màn hình, nhìn cái máy là kết liền hơn đó, kết liền luôn, hai màn hình chụp ảnh nè. Nè kéo nè, chúng ta kéo nè, đó cái lên cái xuống nè, đó, cái kéo 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 chút nè, cái xuống nè, đó kéo lên nè, đó cái xuống nè, xong kéo qua nè, đó cái lần nè, đó siêu hùng, mắc gì cũng mua để mua máy kia chi đúng không, đó còn quay video nè, quay nè, đó còn quay đó, tắt, đó, có nè không, đó, không rồi vô tư rồi, anh em nào kết con máy nào thì cứ alo, nếu alo không nghe máy được thì cứ nhắn tin vào số Zalo màn hình nha. Rồi chào anh em.